Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding On. Do vấn đề bản quyền nên mình sẽ tách ra những video này sang một kênh mới hoàn toàn là kênh Riding On này nhé. Không dài dòng nữa, đây sẽ là video làm lại của mình về Cold Raider thời kỳ Heisei phần 1. Tất nhiên sẽ có phần 2 cũng như những video khác. Ngoài những video cũ đã được up link khác, mình là Riding On, bắt đầu clip nào. Mở đầu cho series ngày hôm nay chính là bộ Rider đầu tiên trong thời Heisei, Kamen Rider Kuga. Kamen Rider Kuga. Là một chương trình truyền hình Tokusatsu tại Nhật Bản, là phần phim Kamen Rider đầu tiên phát sóng hoàn toàn trong thời đại Heisei và là phần phim thứ 10 trong tổng hợp tất cả những Rider. Bộ phim là sự hợp tác giữa Isamori Production cùng với lại Toei Company, được chiếu trên TV Asahi từ 30 tháng 1 năm 2000 đến 21 tháng 1 năm 2001. Nội dung của phim xoay quanh hai tộc người cổ đại, đó là tộc Rongi, hay trong phim chính là phe phản diện, cùng với đó là tộc Linto luôn bị tộc Rongi khủng bố trong quá khứ. Tổ tiên nội người là tộc Linto đã được một chiến binh cứu giúp Kamen Rider Kuga. Anh ấy đã xuất hiện và đánh bại toàn bộ tộc Rongi cũng như niêm phong tộc trưởng của chúng vào một hang động. Thời điểm hiện tại, chiếc thắt lưng bí ẩn của Kuga đã được những nhà khảo cổ khai quật. Đồng thời, phong ấn của Rongi, bọn chúng lại tiếp tục trò chơi để tiêu diệt toàn bộ hậu vệ của tộc Linto, hiện tại chính là loài người chúng ta. Mọi chuyện bắt đầu xoay quanh nhân vật chính Goda Yusuke. Anh ấy đã phát hiện bản thân có mối liên hệ đặc biệt với chiếc thắt lưng và trở thành Kamen Rider Kuga chống lại Rongi giống như vị anh hùng khi xưa. Chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua những phần cơ bản của Kuga cùng với khả năng đặc biệt của anh. Khả năng đặc biệt của Kuga là biến những vật thể anh sử dụng thành vũ khí tương ứng với form. Form cơ bản Kuga không có vũ khí là Mighty Form, cũng là form xuyên suốt series của anh ấy. Form thứ hai Dragon Form cải thiện phần lớn về tốc độ, vũ khí của anh ấy chủ yếu là gậy. Pegasus Form, form này tông màu chủ đạo là xanh lá. Vũ khí chính của form này một chiếc nỏ. Khi sử dụng form này, Kuga được tăng cao giác quan. Và cuối cùng là Titan Form, form với sức khỏe mạnh nhất cũng như phòng thủ cao nhất của Kuga với vũ khí được thanh kiếm cực mạnh Titan Sword. Nối tiếp Kamen Rider Kuga là Kamen Rider Agito. Kamen Rider Agito. Market Rider Agito được phát sóng ngay sau Kamen Rider Kuga một tuần, vào ngày 28 tháng 1 năm 2001 đến ngày 27 tháng 1 năm 2002. Đây là phần phim thứ 11 trong toàn bộ series Rider. Ngoài ra, đây còn được coi là phần nối tiếp trực tiếp với Kamen Rider Kuga, do Kuga đã từng được nhắc tới trong series Agito. Khẩu hiệu chiến đấu của phim: hãy để linh hồn của ta được thức tỉnh. Nội dung của phim xoay quanh chàng trai Soichi. Anh ấy là một người bị mất trí nhớ, không biết mình là ai và đến từ đâu, và đã bị chuyện gì khiến bản thân bị mất trí nhớ. Sau đó, anh được một giáo sư cưu mang đưa đến nhà của ông ấy để sống. Cuộc sống của Soichi trôi qua trong sự yên bình, nhưng do anh là men chính của Rider nên cuộc sống ấy không kéo dài được lâu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Soichi đã biến thân được thành một chiến binh vô địch thiên hạ, Kamen Rider Agito, để chiến đấu chống lại những sinh vật bí ẩn được cảnh sát thời điểm này gọi là Unknow, một ẩn số. Đặc biệt trong số những Unknow là những tinh lo, bọn chúng tự nhận là kẻ bảo vệ loài người bằng cách tàn sát những người có siêu năng lực. Sau khi tấn công nạn nhân, luôn có một ký hiệu bí ẩn bên cạnh họ. Phần phim này đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong tư duy của loài người, không dựa dẫm hẳn vào Agito. Sở cảnh sát Tokyo quyết định tham gia trận chiến, và để giúp đỡ đánh bại Unknow, họ đã dựa trên Kamen Rider Agito và tạo ra một Rider mô phỏng Kamen Rider Z3. Makoto Hikawa là người đầu tiên được chọn để mặc bộ áo giáp của G3 chiến đấu chống lại Unknow. Trong lúc chiến đấu, anh đã vô tình gặp được Soichi Kamen Rider Agito. Ban đầu hai người không biết nên đã tấn công lẫn nhau. Sau quá trình chiến đấu, họ trở thành những người bạn. Dần những ký ức của Soichi sẽ hé lộ trong series Kamen Rider Agito, khiến cho bộ phim ngày càng hấp dẫn. Những hình thái cơ bản của Agito bao gồm Round Form, form cơ bản với tông màu chủ đạo là vàng kim và đen, hai form Dragon Eye, một form sử dụng kiếm với tông màu đỏ chủ đạo, và một form sử dụng thương Kamen Rider Ryuki. Kamen Rider Ryuki. Nối tiếp sự thành công của Agito, đây là phần phim thứ 12 trong toàn bộ series. Loạt phim được chiếu từ ngày 3 tháng 2 năm 2002 đến ngày 19 tháng 1 năm 2003. Loạt phim này đã từng được chuyển thể vào năm 2009 với tên gọi Kamen Rider Dragon Knight tại thị trường Mỹ. Nội dung phim:
những người dân vô tội tại Nhật Bản. Họ đang biến mất một cách bí ẩn và không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nguyên nhân của những sự kiện này được cho là những nạn nhân đã bị bắt cóc qua gương và ăn thịt. Nhân vật chính Kido Shinji là một nhân viên tại tòa soạn Orezoro. Anh ấy hiện tại chỉ là một thực tập sinh tại đây. Trong một lần điều tra, tình cờ anh nhặt được một chiếc khắc đét tại một căn hộ của một nạn nhân bị mất tích. Sau đó, anh đã bị lôi vào thế giới gương Mirror World. Shinji đã tìm ra được lời giải cho những bí ẩn này và phát hiện những con quái vật tồn tại trong những tấm gương. Và đặc biệt nhất, anh đã chứng kiến được trận chiến giữa 13 Rider. Họ không phải chỉ được tạo ra để tấn công và tiêu diệt những con quái vật. Họ sinh ra để giành giật nhau điều ước. Tất cả những Rider vừa chiến đấu với quái vật, vừa phải giết những người khác. Cũng trong thế giới đầy tàn khốc này thì anh đã gặp một người bạn của mình, Akiyama Ren. Kaburunai Ren là một nhân viên tại một quán trà của cô chủ Kanzaki Yui. Một cô gái đang tìm kiếm anh trai của mình là Kanzaki Shiro. Anh trai của Yui lại chính là người tạo ra Micro World. Tất cả mọi người đều chiến đấu để tranh giành nhau một phần hưởng. Vì người thắng cuộc sau cùng giữa 13 Rider sẽ là người có được điều ước. Trong series này, ngoại trừ form cuối thì Rider chính không có nhiều form. Đặc trưng của cả series chính là sử dụng khạc để chiến đấu. Họ khả năng triệu hồi quái vật cũng như sử dụng vũ khí từ chúng. Thậm chí là sử dụng những đòn final attack cực mạnh. Cùng với đó là khả năng chiến đấu trong gương. Họ có thể sẽ bay màu khi hy sinh ở trong gương trong cuộc chiến tranh giành điều ước. Kamen Rider Fight Complete. Được phát sóng vào 26 tháng 1 năm 2003 đến 18 tháng 1 năm 2004. Thế giới của Fight tồn tại một chủng tộc tiến hóa từ loài người, đó là Ophanos. Chúng đã thao túng tất cả mọi thứ, tìm kiếm cũng như hút lấy trái tim sự sống của con người và biến họ trở thành những Ophanos nếu họ may mắn. Để thực hiện kế hoạch đó, chúng đã thành lập nên công ty lớn nhất toàn cầu Smart Brand và chế tạo những chiếc lưng Rider Gear của Fight, Kaisa và Delta, tạo nên 3 Rider bảo vệ cho nhà vua của Ophanos. Kế hoạch của chúng đã bị gián đoạn. Hanagata đánh cắp những chiếc lưng đó và trao lại cho những con người, mong muốn họ có thể đánh bại được tổ chức Smart Ren. Đến thời điểm hiện tại, một chàng thanh niên mang tên Inu Takumi, anh ấy vô tình bị lôi vào cuộc chiến giữa con người và Ophanos khi anh ấy đang cố gắng cứu Mari, một trong những người được trao chiếc lưng, bắt buộc phải chuyển hóa và Henshin thành Commodore Fai để tiêu diệt Ophanos, chống lại công ty Smart Ren. Trong cuộc hành trình của mình, anh gặp được những Ophanos tốt muốn bảo vệ loài người cũng như những tên đứng đầu của Ophanos. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra và dần hé lộ về quá khứ của Takumi, bí ẩn xoay quanh chiếc hắc lưng và vua Ophanos là ai. Chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua form cơ bản của Fai. Trừ form cuối thì Fai còn có một form nữa là Accel form. Form này kích hoạt khi anh sử dụng chiếc đồng hồ Accel, giúp anh có khả năng gia tốc tốc độ trong vòng 10 giây. Chỉ một vài đối thủ là có thể chạm trán được với Fai trong không gian gần như ngưng động của Fai Accel. Kamen Rider Blade Tang Up. Tiếp nối Kamen Rider Fight là Kamen Rider Play, được phát sóng ngày 24 tháng 1 năm 2004 đến 23 tháng 1 năm 2005 trên TV Asahi, với mô típ của bộ phim là liên quan đến những lá bài trong bộ bài tay. Nội dung phim: 10.000 năm trước, một trận đại chiến rất lớn diễn ra giữa 53 Undead, và Undead chiến thắng chính là Undead Human. Chúng là tổ tiên của loài người với biểu tượng hai cơ trên lá bài và quyền thống trị đã giành lại cho con người. Hiện tại, những nhà khoa học đã tìm ra những lá bài phong ấn những Undead còn lại, và trận chiến Battle Royale lại một lần nữa diễn ra. Tổ chức mang tên Boar phát triển một công nghệ là Rider Shifting và trang bị cho hai người là Kenzaki Kazuma và Tachibana Sakuya, giúp họ chiến đấu và trở thành hai Kamen Rider là Kamen Play và Kamen Garen, bảo vệ con người cũng như phong ấn tất cả những Undead. Về sau còn có thêm hai Rider xuất hiện: Aikawa Hizame, một Undead bí ẩn có khả năng chuyển hóa thành Kamen Rider Charlie, và một người đã henshin thành Rider dựa trên chiếc lưng do chính Undead tạo ra, Kamizo Musuki, Kamen Rider Ringo, chiến bảo vệ loài người cũng như phong ấn toàn bộ Undead, chiếm giữ sức mạnh tối thượng của họ sẽ diễn ra như thế nào? Kamen Rider Hibiki. Tiếp nối Kamen Rider Blade là Kamen Rider Hibiki. Ở thế giới này, Kamen Rider được gọi là Oni. Họ chiến đấu chống lại Makamo bằng sức mạnh của âm cụ. Một trong những điểm nhấn của phim đó là quan hệ giữa hai sư đồ Kamen Rider Hibiki cùng với lại cậu bé Asumu, một người đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, mông lung trước tương lai của bản thân.
Asumu cần học hỏi để trưởng thành bằng việc quan sát Hibiki cũng như những chiến binh khác rèn luyện kỹ năng của họ. Trong quá trình đó, cậu đã bị kéo vào cuộc chiến giữa Oni và Makomo cùng với những kẻ tạo ra chúng. Đây là Story Rider có tạo hình phá cách về gương mặt cũng như tổng thể Rider. Gương mặt của Rider đã bỏ đi phần mắt to tròn giống như loại côn trùng của những series Rider tiền nhiệm, mà thay vào đó là một lớp kính nhìn rất giống TV series còn lại là Super Sentai. Đặc trưng của cả series là sử dụng âm cụ. Hình thái, ngoài hình thái cơ bản Hibiki thường xuyên sử dụng, còn hình thái khác là Hibiki Kunerai. Đây không khác gì hình thái cơ bản, trừ màu sắc cô nấy chuyển từ tím sang đỏ và sức mạnh của Hibiki được tăng cao trong hình dạng này. Kamen Raido Kabuto. Vào năm 2006, chúng ta có Kamen Rider Kabuto. Đây là loạt phim kỷ niệm 35 năm của toàn bộ series Kamen Rider. Cốt truyện của phim nói về thế giới đột thiên thạch rơi xuống vào 7 năm trước. Một sinh vật có khả năng giả dạng từ tính cách, thói quen cũng như ký ức của người mà chúng tiêu diệt, đó là Worm. Chúng đang trà trộn thế giới của loài người. Một tổ chức được thành lập để chống lại chúng, đó là tổ chức Z. Họ tạo ra những chiếc Zester có khả năng giúp người sử dụng biến Rider. Một anh chàng đặc biệt tên là Tendo Soji cũng cùng thời điểm 7 năm trước. Anh ta luôn luyện tập và chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Thứ đó không gì khác là Kabuto Zester, một con bọ mái có khả năng giúp anh ta trở thành Kamen Kabuto. Và tại sao con bọ đó lại chọn anh? Tất cả mọi thứ sẽ được lý giải trong series Kamen Kabuto. Đặc trưng của cả dòng phim là khả năng drop cup, hay nói ngắn gọn là di chuyển nhanh với tốc độ của ánh sáng. Và trong phim chúng ta được thể hiện qua những thước phim quay chậm, và đây cũng là khả năng để những Rider có tốc độ bắt kịp những tên Worm ở trạng thái tiến hóa. Về form, series này bao gồm hai form là Market Form, là form cơ bản khi họ vừa biến thân. Khả năng của form này rất chậm chạp nhưng phòng thủ nó lại cao, không thể nào bắt kịp được những tên Worm khi chúng đã tiến hóa. Form thứ hai, Rider Form, đây là hình thái họ tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài giống như côn trùng lột xác để bắt kịp tốc độ mà Worm gia tăng khi tiến hóa, với khả năng chính là Clock Cup như mình nói ở trên. Kamen Raido Deo Teleporn. Series tiếp theo vào năm 2007 của Kamen Raider là Kamen Rider Deo. Câu chuyện xoay quanh Nogami Ryutaro, một chàng trai kém may mắn nhưng anh ta đặc biệt, chính là điểm độc lập. Anh ta có thể kháng cự lại những Imagine giao kèo với mình, cũng như là người có khả năng du hành vào dòng thời gian mà không để lại bất kỳ tác động nào. Nên anh đã được chọn để trở thành Kamen Rider Deo, bảo vệ dòng thời gian trống khỏi Imagine, những kẻ muốn thay đổi thực tại. Trong quá trình trở thành Rider, anh ấy đã gặp những Imagine được ký giao kèo với mình. Mỗi Imagine đem lại cho Ryutaro một tính cách riêng biệt, cũng như một màu mắt hoàn toàn khác khi họ nhập vào người của anh. Đặc trưng của cả dòng phim ngoài việc là tiêu diệt Imagine cũng như du hành thời gian, thì chúng ta còn có tính cách Ryutaro sẽ thay đổi dựa trên Form Rider cũng như những Imagine nhập vào người anh. Đầu tiên khi nhập vào Momotaro, Ryutaro chuyển tóc thành màu đỏ dựng lên. Tính cách của anh lúc này vô cùng thô lỗ và ngu ngốc. Khi bị nhập bởi Urataro, Ryutaro chuyển hóa tóc mình thẳng mượt, cùng với đó là một cặp kính đặc trưng và mái tóc có màu xanh nhẹ. Khi bị nhập bởi Kintaro, Ryutaro có tính cách như một võ sĩ đạo với tóc dài buộc đuôi ngựa cùng với một màu vàng nhẹ tóc. Và cuối cùng là Ryutaro, khi bị điều khiển, anh trở thành một dân hip hop chuyên nghiệp với mái tóc màu tím cùng chiếc mũ trên đầu. Những form cơ bản Kamen Rider Deo cũng sẽ tương ứng với những Imagine nhập vào người của Ryutaro. Đầu tiên là Sword Worm, đây là hình dạng sử dụng kiếm và được Momotaro nhập vào. Hình dạng thứ hai, Raw Form, đây là hình dạng được Urataro nhập vào với vũ khí chính là chiếc cần câu. Tiếp theo, X-Form, đây là form sử dụng rìu do Kintaro nhập vào. Và cuối cùng là Gun Form, sử dụng súng, Ryutaro nhập vào Ryutaro. Kamen Raido Kiba. Kamen Rider Kiva được phát sóng vào năm 2008 sau kết thúc của Kamen Rider Deo. Đây là bộ phim có cảm hứng từ tôn giáo cũng như về mô típ ma cà rồng. Đặc trưng của phim là có hai dòng thời gian riêng biệt được chiếu song song với nhau, bao gồm hai nhân vật chính là Kurenai Wataru và Kurenai Otoya.
về phần cuối của tuyến truyện, hai dòng thời gian này sẽ va chạm vào nhau và tạo ra một tuyến truyện hốc nhất, giúp chúng ta hiểu về cả quá khứ lẫn hiện tại của dòng thời gian của toàn bộ series. Năm 2009, nhân vật chính Karakiva Kurenai Wataru là một chàng trai trẻ tuổi có xu hướng tự kỷ và cách ly với thế giới bên ngoài. Cậu không tiếp xúc với bất kỳ ai trừ cô bạn hàng xóm cũng như chú dơi Vat, thứ giúp cậu biến hình thành Karakiva. Cậu ước mơ trở thành một nghệ sĩ biêu long cũng như chế tác được một chiếc biêu long hoàn hảo như cha mình. Sau này gặp được Megumi, cậu đã có những người bạn đầu tiên cũng như bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mặt khác, cậu còn trở thành Karakiva để chiến đấu chống lại những phân gai. Kurenai Otoya là cha của Wataru. Đây là dòng thời gian năm 1986. Anh ta là người chơi vĩ cầm thiên tài và gia nhập tổ chức Aozora, tổ chức chống lại những phân gai. Otoya đã gặp được Yuri, một cô gái trong tổ chức Aozora, và đó cũng là động lực khiến cho anh gia nhập tổ chức. Về sau này, mối tình của anh thật sự chớm nở với nữ hoàng Maya, cũng chính là mẹ của Wataru. Vì Wataru hay Karakiva là người mang trong mình hai dòng máu, nên mẹ của anh bắt buộc phải là một phân gai. Mối tình giữa hai người chỉ diễn ra ở đoạn cuối của phim. Về form của Karakiva Kurenai Wataru bao gồm hình dạng đao, búa và súng ngắn, tương ứng với những phân gai mà anh triệu hồi. Kamen Raido DK. Cuối cùng trong tập tổng hợp lần này, đó là series kỷ niệm về tất cả những Rider hay say đã diễn ra từ Kuga cho tới Kiva, đó là Kamen DK. Đây là series kỷ niệm nên chỉ vỏn vẹn 31 tập. Tập 32 tới giờ vẫn còn là một bí ẩn. Hơn một nửa thời lượng của series DK là kỷ niệm về toàn bộ Heisei Rider. Bộ phim xoay quanh Kaiduya Tsukasa, một chàng trai mất trí nhớ. Anh ta ước mơ chụp lại toàn cảnh trên thế giới bằng máy ảnh của mình, nhưng tất cả tấm ảnh đó đều bị nhòe, cho rằng những thế giới này không phải là thế giới của mình. Qua cuộc hành trình xuyên qua chính thế giới, DK luôn bị gọi bởi Narutaki là kẻ hủy diệt thế giới. Ông ta là một nhân vật rất căm thù DK, cho rằng anh sẽ tiêu diệt cũng như hủy diệt toàn bộ tất cả. Câu nói của Tsukasa luôn là ta chỉ là một câu qua đường mà thôi. Nhớ đấy, đặc trưng của cả dòng phim đó là dụng cụ biến hình của anh, cũng như mục đích của bản thân Kaiduya Tsukasa đó là liên quan tới máy ảnh. Vì thế, nó sẽ luôn chụp lại những gì nó thấy. Do series kỷ niệm nên DK có khả năng biến lại thành tất cả những Rider do những tấm hình từ dụng cụ biến hình của anh, và khả năng sử dụng Rider tương ứng biến họ trở thành một hình dạng đặc biệt mang tên Final Form. Hành trình của DK không đơn giản chỉ là hành trình kỷ niệm cũng như xuyên qua chính thế giới, đó còn là hành trình của anh để tìm nơi anh thuộc về. Vì tất cả những nơi anh đi qua, không nơi nào là những tấm ảnh của anh được trọn vẹn. Hành trình đi qua chính thế giới, hành trình đó sẽ nói lên điều gì? Và đó là toàn bộ về Kamen Rider Heisei phần đầu tiên. Phần 2 sẽ được ra mắt ngay vào ngày hôm sau trên kênh Rider On nhé, mong các bạn đón xem. Và tất nhiên sẽ còn rất nhiều clip mới nói về Top Rider cũng như thời đại Heisei Rider. Mình là Rider Con, watching. Bye.